Cảm ơn các bạn đến với kênh Game Giải Trí. Hôm nay là có bạn Hầu, Mr. Vip 6 có một trận đấu cực kỳ hay và muốn gửi đến các bạn, nên là gửi nick cho mình để vào quay video. Cảm ơn bạn Hầu nhá. Đây là một trận chiến giữa hai con bài kỳ diệu ảnh các bạn. Đây là một tình huống cực kỳ đặc biệt mà ở sau đâu mình cũng rất hiếm khi nào gặp được. Thay như các bạn nghĩ rằng thì con bài kỳ diệu ảnh như gặp nhau thì nó sẽ như thế nào? Khi mà các bạn dùng cái bài kỳ diệu ảnh để tấn công thì áp tích của nó sẽ được tăng 2×8 cộng với áp tích của đối phương. Và nếu như hai con bài kỳ diệu ảnh chạm tạm nhau thì sẽ như thế nào? Hiện tại thì thể trình của đang cân bằng đấy các bạn. Nhưng mà mình nghĩ là bạn tuổi gì này có hai con bài rất mạnh, đó là băng đế và nhanh cửa mắt quái. Hai con bài có khả năng lực cao rất tốt. Bên kia tiểu hồi nha, nhanh cửa mắt quái. Bên này cũng có nhanh cửa mắt quái. Vâng, cuộc tràn trạng đường máu. Cả hai con kết thúc nhau. Và hai kỳ diệu ảnh đã đổi mặt nhau rồi các bạn. Như vậy là một tình huống thú vị. Con bài kỳ diệu ảnh này để cũng có bài kỳ diệu ảnh bên kia và con bài kỳ dị bên kia sẽ cũng tăng áp tích cho các bạn. Chúng ta hãy xem lại trận đấu nhá. Như vậy thì khi các bạn dùng con bài kỳ diệu ảnh tấn công con bài kỳ diệu ảnh đối phương thì con bài kỳ diệu ảnh của đối phương sẽ cũng tăng áp tích. Mặc dù kỹ năng của nó đã ghi khá rõ, nhưng mà mình nghĩ rằng là tình huống này cũng không phải bạn nào cũng có thể chính xác được và chắc chắn được. Chúng ta cùng xem lại khoảng cách thú vị đó nhé. Hai con bài nhanh cửa tràn tạng nhau, hai con bài kỳ dị lửa đen tràn tạng nhau. Và cuối cùng là một màn kết thúc đối phương của kỳ diệu ảnh xin hơn, để thể chủ động hơn. Một người là cảm ơn bạn Hầu đã tin tưởng mình, cho mình mượn nick để vào nhá. Đây là một nick tiếp sau rất giá trị và trận đấu này rất thú vị. Cảm ơn bạn tụi di sảnh vai nhá.